Hai, không thể tưởng được mình cũng có một ngày giàu dĩ vì tiền. Phần thưởng chiến thắng trước đó đều được công chúa bỏ vào túi riêng. Mà hồ bất hối cam kết chia hoa hồng cũng thể lấy nhanh đến vậy. Phủ tướng quân bên kia có đại mẫu ở đó. Trong phòng của mình có lẽ cũng không còn thứ gì có thể bán lấy tiền mặt. Sở vương ít ngày nữa sẽ quay về chiều. Mối đe dọa biên giới đã bị xóa sổ hoàn toàn. Hay là dứt khoát cắt xén một ít quân phí của huyện Viêm Hoàng? Không, không. Làm sao mình có thể nghĩ loại chuyện này? đây không phải sẽ thành tham quan sao. Tại sao phải bỏ hộ vệ phủ công chúa vào lúc này cơ chứ? Chuyện tiền nong không bằng đi hỏi Lý Huyền Thành vậy, xem hắn có biện pháp gì hay không. Chỉ là bây giờ sắc trời đã tối, không biết hàng kia có phải là tị kinh hay không. Hả? Có chuyện gì vậy? Kẻ thù nhanh như vậy đã tìm tới cửa. Trông cũng không giống cho lắm. hở ừ, cách ăn mặc này, ta nhớ một trong những hồng bài danh kỹ của nhà thượng quan Yến. Cô ấy có vẻ. Nhưng đã trễ thế này rồi cô ấy đến phủ công chúa làm gì? Nô tỳ bái kiến phò mã ra. Quấy giày phò mã ra nghỉ ngơi. Xin thứ lỗi. Khụ khụ, ngươi đến phủ ta là có chuyện gì? Nô tỳ phụng mệnh tiểu thư nhà ta, đến đây mời phò mã ra vài ngày nữa đến hoa vũ lâu làm khách. Không biết phò mã ra có thể nể mặt hay không? Là lời mời của thượng quan Yến. Lạ thật, Cô ta tìm mình làm gì? Nữ nhân này luôn hư hư thực thực, làm cho người ta đoán không ra, thậm chí làm cho người mình có một loại cảm giác bất an mơ hồ. Bây giờ vẫn là không nên tiếp xúc với cô ta thì tốt hơn. Chuyện gần đây xảy ra tương đối nhiều, tạm thời không có thời gian. Ha ha, vậy không biết phò mã ra khi nào thì có thời gian. Sao lại thích ép sát như vậy chứ? Nếu đã như vậy, ta đây sẽ từ chối công khai. Thứ lỗi, không thể nói chính xác được. Có lẽ 10 ngày có lẽ nửa tháng. Sở mỗ chỉ có thể xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nô tỳ hiểu, nhưng tiểu thư nhà ta trước khi đến bảo nô tỳ mang đến một thứ. Còn nói phò mã chắc là sẽ dùng được. Này này này, sao mình nhận được đây? Hệ thống, ta muốn sử dụng mắt giám định. Hiểu rồi, mắt giám định đã khởi động. Ồ, trong hộp này, lại là một gốc cây có bảy phiến lá cây. Cảm giác không có gì nguy hiểm, đây là ý gì tiểu thư nói đây là để báo đáp phò mã ơn lúc trước ở trên kiếm đạo chỉ điểm tiểu thư hy vọng phò mã ra không từ chối mình chỉ điểm cô ấy kiếm đạo lúc nào đồ đạc đã được đưa đến nhiệm vụ của nô tỳ cũng đã hoàn thành hy vọng mấy ngày sau có thể gặp phò mã ra ở yên vũ lâu cáo biệt này chân trước vừa tiễn một sát thần chân sau có người quen cũ đến mời âm âm thanh này. Ngươi thật đúng là có bản lĩnh nha. Công chúa, đừng hiểu lầm. Giữa ta và Thượng quan Yến thật sự không có gì cả. Không có gì cả. Nếu không có gì cả, vậy nhân ra tại sao lại phái người tăng lễ vật cho ngươi? Ta, à, ta có thể giải thích. Tập truyện hôm nay đến đây là hết mất rồi, mọi người xem xong nếu thấy hay thì hãy nhấn nút like, share video và đăng ký kênh để giúp kênh có thêm động lực ra video nhé. Ngoài ra mọi người cũng có thể ủng hộ nhóm thêm chút kinh phí thông qua việc cày view cho video hoặc donate theo thông tin phía dưới nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.